Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây có tin đồn Joe Biden đang hấp hối nguy kịch nên viết lại bức thư di chúc cuối cùng đề cử Kamala Harris. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 và tán thành bà Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ, các sự kiện gây quỷ mà Biden lên kế hoạch vào tuần tới đã bị hoãn lại mà không có lý do cụ thể nào được đưa ra. Không xuất hiện trong suốt nhiều ngày, vậy joe biden đang ở đâu và đang làm gì ai thực sự đang điều hành nước mỹ một sự việc quan trọng như vậy nhưng ông không hề xuất hiện trước truyền thông hoặc cũng không có một video nào ghi lại tuyên bố đó giới báo chí cũng không thể tiếp cận được ông mà thông báo đó chỉ được đăng trên mạng xã hội x điều này đã khiến dân chúng và các nhà quan sát có nhiều nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của joe biden sau khi bị covid nhiều người đã đặt ra giả thuyết liệu joe biden đang ở đâu ông ấy có còn sống hay không với việc tòa Bạch Ốc đã liên tục che giấu hành trình của Joe Biden trong suốt nhiều năm qua đã khiến dân chúng ngán ngẩm. Họ không hiểu vì sao một vị tổng tư lệnh của một cường quốc trên thế giới mà lại liên tục phải trốn chui trốn lũi với truyền thông dân chúng. Bây giờ, sự ngờ vật đó rất có căn cứ. Ông Biden không xuất hiện trước công chúng kể từ khi mắc Covid-19 vào tuần trước và đang tự cách ly tại nhà riêng ở Delaware. Theo BBC và The Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, cho biết trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X rằng ông sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng thống và tổng tư lệnh cho tới khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Bài đăng cuối cùng của Joe Biden tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội X hôm ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, giống như là một di chúc thì đúng hơn. Với ngôn ngữ kiểu từ biệt được cho là Biden viết có nội dung như sau: Được phục vụ với cương vị tổng thống là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi dừng tranh cử sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho đảng Dân Chủ và quốc gia. Tôi sẽ chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Bài viết cũng điểm lại những tiến bộ lớn của Hoa Kỳ trong hơn 3 năm rưỡi trong nhiệm kỳ của ông. Nền kinh tế mạnh nhất thế giới của Mỹ, hạ giá thuốc theo toa cho người cao tuổi, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí dễ tiếp cận cho số lượng kỷ lục người dân Hoa Kỳ. Điểm lại những thành tựu chính sách xã hội trong nhiệm kỳ như hỗ trợ cho hàng triệu cựu chiến binh thông qua luật đảm bảo an toàn súng đạn đầu tiên trong 30 năm qua tại Hoa Kỳ, bổ nhiệm nữ thẩm phán gốc Phi đầu tiên vào tòa án tối cao và thông qua luật khí hậu quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Cùng nhau, chúng ta đã vượt qua đại dịch của thế kỷ và cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Chúng ta đã bảo vệ và duy trì nền dân chủ của mình và chúng ta đã hồi sinh và củng cố các liên minh của mình trên khắp thế giới. Ông Biden gửi lời đến những người dân Hoa Kỳ. Trong bài đăng ngay sau đó trên X gửi tới các thành viên Đảng Dân chủ, ông Biden thông báo sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris làm ứng viên đại diện của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm nay. Tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn bộ năng lượng vào nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của Đảng vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để bà Kamala Harris trở thành ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng năm nay. Đảng Dân chủ đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại ông Trump. Đây là lần đầu tiên trong 56 năm có một tổng thống Mỹ đương nhiệm quyết định không tái tranh cử lần gần nhất là Tổng thống Mỹ thứ 36, Lyndon Johnson, người rút lui khỏi chiến dịch tranh cử vào năm 1968. Động thái của ông Biden được đưa ra sau hơn 3 tuần chịu sức ép từ các đồng minh của đảng Dân Chủ, buộc ông phải rút lui khỏi cuộc tranh cử. Sau mạng tranh luận đáng thất vọng vào cuối tháng 6 trước cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa, Điều gì đang chờ đợi đảng Dân Chủ sau sự rút lui của ông Biden? Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 đã khiến các đảng viên Đảng dân chủ phải vật lộn với những câu hỏi chưa từng có lời giải đáp về con đường phía trước khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tiến đến ngày bầu cử. Các nhà phân tích cho rằng Đảng dân chủ hiện nay cần tìm một ứng cử viên mới và tái tạo được khí thế nếu họ muốn đánh bại ông Trump. Quyết định rút lui của ông Biden là điều hiếm gặp trong chính trường Hoa Kỳ. Trong khi Phó tổng thống Kamala Harris được coi là ứng cử viên hàng đầu để thay thế ông Biden đặc biệt là sau khi bà nhận được sự tán thành của Tổng thống. Những gương mặt khác có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Ứng cử viên mới sẽ được chọn tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago vào tháng tới, khi hơn 4.000 quan chức đảng và đại biểu tập hợp để bỏ phiếu. Giành được gần như tất cả sự ủng hộ từ các đại biểu, ông Biden hiện là ứng cử viên được cho là đầu tiên của một đảng lớn rời khỏi cuộc đua sau khi cuộc bầu cử sơ bộ nội đảng kết thúc. Tổng thống Biden đã tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ mà không có bất kỳ đối thủ lớn nào và các quan chức Đảng Dân chủ đã sớm nhấn mạnh rằng ông Biden với tư cách là tổng thống đương nhiệm sẽ có khả năng là ứng cử viên. Mặc dù sự thay đổi đi kèm với rủi ro, nhưng một ứng cử viên mới có thể khuyến khích các cử tri Đảng Dân chủ theo các nhà phân tích. Mina Boss, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hostra của Mỹ, cho biết mặc dù việc thay đổi ứng cử viên quá gần cuộc bầu cử là rất rủi ro, nhưng sự thay đổi ở vị trí cao nhất trong phe dân chủ có thể nâng cao cơ hội cho đảng. Một sự thay đổi muộn màng không phải là lý tưởng, nhưng có thể mang lại sự lạc quan hơn là không có thay đổi nào cả. Ngay sau khi tuyên bố không tái tranh cử, ông Biden đã tán thành việc Phó Tổng thống Harris thay thế ông với tư cách người đại diện cho đảng Dân Chủ tranh cử. Các chuyên gia cho rằng việc nhận được sự ủng hộ của đương kim Tổng thống có ý nghĩa rất lớn. Thêm nữa, bà Harris cũng là một nhân vật đã được xây dựng tiếng tâm và có thể kế thừa những kết quả của chiến dịch tranh cử của ông Biden. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn bà Harris có thể là quyết định ít sự phản kháng nhất để đảm bảo một sự chuyển đổi không gián đoạn bởi hiện nay còn ít thời gian để tiếp tục tiến hành một cuộc chạy đua trong đảng. Đảng dân chủ đã phải đối mặt với một thách thức rất lớn, đó là cử tri sẽ phản ứng ra sao trước việc ông Biden rời khỏi cuộc đua và một cuộc cải tổ lớn trong thời điểm sát cuộc bầu cử. Các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ Đòi hỏi phải đầu tư lớn về tiền bạc và nhân lực để tiếp cận người dân trên khắp đất nước. Thậm chí, công tác chuẩn bị có thể bắt đầu sớm nhất là trước 2 năm. Khởi động một chiến dịch từ đầu sẽ không dễ dàng. Casey Bogard, giám đốc chương trình các vấn đề lập pháp tại Đại học George Washington cho biết, các chiến dịch cần có một lượng lớn cơ sở hạ tầng, tiền và thông điệp để tiếp cận với những cử tri, đặc biệt là những người vẫn chưa quyết định. Ông Bogard giải thích rằng việc tiếp cận những cử tri chưa quyết định cũng tốn rất nhiều công sức. Bạn cần phải tấn công họ nhiều lần, bạn cần phải gõ cửa từng người, cần phải xây dựng một cơ sở hạ tầng khổng lồ. Điều gì xảy ra với số tiền tranh cử mà ông Biden tích lũy được cũng là một dấu hỏi rất lớn. Ở Mỹ, chi tiêu cho bầu cử có thể lên tới hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD. Dù vậy, theo ông Burgess, các hạn chế tài chính trong chiến dịch tranh cử không phải là vấn đề đối với bà Harris vì bà đã có tên trong danh sách cấp phó của ông Biden và là một phần trong nỗ lực gây quỹ của ông. Sự rút lui của ông Biden vừa có nhược điểm nhưng nó cũng mang lại cơ hội. Nhiều cử tri tỏ ra không mấy hào hứng với viễn cảnh về một cuộc bầu cử giữa hai ứng viên Biden và Trump. Trước thông báo của ông Biden, một cuộc thăm dò gần đây từ AP và Trung tâm Nghiên cứu quan hệ công chúng NORC cho thấy 65% đảng viên đảng Dân Chủ tin rằng ông nên trời khỏi cuộc đua chỉ 3 trong 10 người bày tỏ sự tin tưởng rằng ông có đủ khả năng cần thiết để phục vụ hiệu quả trên cương vị tổng thống. Ông Bergat lưu ý rằng một ứng cử viên mới trẻ hơn có thể có tác động tiếp thêm sinh lực và mang lại động lực rất cần thiết cho đảng. Ông Bergat nói, điều phổ biến nhất mà chúng tôi được nghe là tôi không thể tin rằng đây là hai lựa chọn của chúng ta. Mọi người đang tự hỏi làm thế nào mà ở đất nước 350 triệu dân này, sự lựa chọn của họ lại chỉ còn lại hai ứng cử viên này. Các đảng viên đảng Dân Chủ tại những khu vực bầu cử có tính cạnh tranh cao ngày càng quan ngại rằng việc ông Joe Biden không giành được sự ưa thích có thể gây ảnh hưởng đến các lá phiếu và giảm cơ hội chiến thắng. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Time để cập nhật các bản tin hàng ngày. Đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người.